Em bảo anh ngu như bò, em còn uống sữa bò suốt ngày đây. Hai vợ chồng như này cãi nhau như mình ấy nhỉ. Nắng thế nhỉ? Quách! Đang viên này. Cầm lại cho. Cầm lại cho. Hãy đi mà lại. Chị cầm lại cho chị kì ta. Cái bọn này. Đây có xăng rồi. Có xăng anh ơi. Có, anh có xăng à? Ừ. Bao nhiêu đấy? Em 15.000 đấy. Bao nhiêu đấy? 15.000 á? 15.000. 15.000 không biết đâu, phải có 20.000 cơ. Mà bây giờ hết tiền rồi làm thế nào? Thế á? Ừ. Vâng ạ, có 5.000 nữa đi. Rồi, vâng ạ. Rồi, chúng chưa rồi. Rồi, vâng thì tạm nha. Mười lăm nghìn nghèo thế. Vừa đi chơi về mà. Này. Rồi. Đấy, 15.000 nhá. Cảm ơn nhá. Ờ. Có quá, nhà có nước không? Có em vào nước là chén nước. Em nước. Mẹ đúng rồi, hôm nọ bọn này, đúng cái bọn này mẹ vứt mũ tao rồi. Yeah. Xe này. Mẹ đúng cái thằng hôm nọ của mình. Chết rồi. Mẹ đó chứ.